chúng ta quan sát thấy là có những cái hạt phân chuồn quế được đun lên trên. Đây là một cái thùng phân chuồn quế nguyên chất rồi, đã trồng rau rồi. Nhưng mà sau khi thu hoạch rau đi thì khách hàng có để một thời gian thì những con chuồn quế lại tiếp tục hoạt động và chúng lại đùn lên những cái phân chuồn này. Cái phân chuồn mà chúng đùn lên bề mặt thì rất là tốt. Đa số thì đa số giun thì sẽ ăn ở bên trên bề mặt và sau đó đùn xuống dưới. Nhưng mà những cái hạt phân chuồn quế mà được đùn lên trên, đúng không ạ? Có hình thức lấm tấm như những hạt gạo có màu đen mun như thế này. Đây các bạn nhìn thấy đây. Đó, thì là những loại tốt cực kỳ luôn. Chất lượng rất cao.